Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đang quay trở lại với channel của mình. Và mình là Trần Minh Phương Thảo. Đầu tiên thì chúc mừng năm mới các bạn. Không biết là sang năm mới thì các bạn đã có người yêu chưa? Hoặc là đã ai đã hẹn được cô gái mình thích đi uống cà phê, đi xem phim chưa? Nếu mà câu trả lời của các bạn là chưa ấy, thì ngày hôm nay video này sẽ giúp ích cho các bạn. Video này mình sẽ nêu ra một chiến lược để giúp các bạn có người yêu, cho các bạn có gấu, và hiệu quả của nó lên tới 90%, nghĩa là một cái hiệu quả rất là cao đúng không? Và theo như một nghiên cứu ấy, thì giới trẻ Việt Nam hiện nay mỗi tuần sẽ dành đến 15 giờ trên mạng xã hội. Và đây là một con số rất lớn đúng không nào? Và chính vì thế thì chúng ta sẽ dành nhiều thời gian với cái điện thoại và cái smartphone của mình, và chúng ta sẽ ít dành thời gian để cho những mối quan hệ ở bên ngoài xã hội. Vậy thì đương nhiên các bạn ạ, cách để giúp một chàng trai có thể có người yêu, cách để giúp một chàng trai có thể tìm thấy cô gái của mình thì không đâu khác chính là trên mạng xã hội rồi. Mình thấy ấy, thì bạn bè xung quanh mình bây giờ ấy, thì cũng đã dùng những cái app hẹn hò để tìm người yêu, để tìm bạn bè rất là nhiều rồi. Và mình thấy cái việc đó hiện tại thì không có gì là xấu cả, và nó là một việc vô cùng văn minh các bạn ạ. Đương nhiên thì việc hẹn hò qua mạng xã hội là một điều mà chắc hẳn là các bạn cũng đã biết rồi. Thế nhưng làm thế nào để các bạn có thể tìm được một cô gái mà các bạn cảm thấy là hợp gu này, cảm thấy rất là thích và có thể tiến xa hơn ở mối quan hệ yêu đương ở bên ngoài? Thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn. Bước đầu tiên đó chính là các bạn phải tải app hẹn hò về rồi. Hiện nay thì có rất nhiều những cái app hẹn hò, thế nhưng mà mình thì mình đang sử dụng app hẹn hò Fika. Tại sao mình lại sử dụng app này? Sau một thời gian sử dụng thì mình thấy rằng là cái độ tin cậy, cái độ verify của nó là cực kỳ tốt. Mỗi người khi mà up ảnh lên ấy thì app đều phải xác minh chính xác là người đó, và xác minh, tính xác minh lên tới 100%. Và vì vậy cái điều mà chúng ta lo lắng nhất khi hẹn hò qua online đó chính là cái sự trung thực thì nó đã được giải quyết rồi. 100% là sẽ không bao giờ có chuyện là ảnh fake hay là ảnh không rõ mặt mũi cả. Với cái app này thì chúng ta có thể tải rất là dễ dàng qua App Store hoặc là qua Google cộng. Chúng ta lên App Store, sau đó chúng ta search Fika, sau đó chúng ta tải về, thế là xong thôi. Mình thì mình đã tải cái app này rồi. Khi tải về thành công rồi thì đương nhiên đó chính là việc chúng ta sử dụng như thế nào mới là việc quan trọng. Và việc chúng ta sử dụng như thế nào để chúng ta có thể match được với nhiều cô gái nhất có thể. Dành cho những bạn mà chưa dùng và không biết thì match có nghĩa là khi mà bạn thích một cô gái và cô gái ấy cũng đã ấn thích lại bạn trên app hẹn hò đó, thì có nghĩa là hai người đã match với nhau. Và đương nhiên khi mà hai người đã match với nhau thì các bạn thấy được rằng là cái cơ hội để các bạn nói chuyện, cơ hội để các bạn làm quen nó rất cao đúng không? Bởi vì là ngay cái ấn tượng ban đầu thì cả hai người đã thích nhau rồi. Và khi mà các bạn dùng cái app Fika này, như người nào mà các bạn thích ấy, thì các bạn sẽ ấn vào cái biểu tượng Fika đấy ở trên màn hình. Còn nếu như ai mà các bạn cảm thấy không thích thì các bạn sẽ lướt bên trên, đó lướt bên trên là bỏ qua. Và khi mà các bạn lướt xem ảnh ấy, các bạn thấy bạn này xinh này, bạn ấy thú vị này, thì các bạn có thể ấn vào cái profile của cái bạn nữ đó để có thể xem thêm nhiều ảnh, xem thêm nhiều, thêm cái phần giới thiệu. Tất nhiên là khi sử dụng cái app này thì sẽ đơn giản và dễ dàng cho các bạn hơn rất nhiều. Việc là các bạn làm quen, bắt chuyện với một cô gái mà các bạn tình cờ gặp ở đường chẳng hạn, điều đó là rất khó đúng không? Vì vậy các bạn, mình khuyên các bạn là nên thử sử dụng app hẹn hò, bởi vì nó cực kỳ là hiệu quả cho các bạn. Giờ đầu tiên bắt đầu vào cái việc đầu tiên để giúp cho các bạn nhận được nhiều lượt thích, gây ấn tượng trên app hẹn hò, đó chính là hình ảnh. Xem nào, mình biết rằng là các bạn nam thì ít chụp ảnh, nhưng các bạn có biết không, cái trên app hẹn hò ấy, để các bạn có được nhiều con gái thích hay không thì hình ảnh nó chiếm tới 80% các bạn ạ. Nghĩ rằng là trên app hẹn hò thì cái sự cạnh tranh của nó cũng khá là cao đấy các bạn ạ. Nếu như ngoài đời thì các bạn còn có thể thể hiện bằng sự nói chuyện, có nhiều thời gian để nói chuyện, tìm hiểu tính cách của nhau. Thế nhưng mà trên app hẹn hò thì thường chúng ta sẽ chỉ có 3 giây đầu tiên để gây ấn tượng với một cô gái. 3 giây đấy dựa vào hình ảnh của bạn thì người ta sẽ quyết định là có ấn thích bạn hay không, hay là người ta sẽ vuốt bỏ qua bạn. Ảnh ấy thì mình có một vài tips dành cho các bạn. Khi mà up ảnh lên ấy thì mình nghĩ rằng là các bạn không cần phải up quá nhiều đâu. Up đến 9-10 tấm thì không cần, nhưng mà các bạn chỉ cần up từ 5-6 tấm lên là mình nghĩ là nó vừa phải và vừa đủ rồi. Tấm ảnh đầu tiên mà các bạn phải nhớ cho mình đó là bạn phải up một tấm ảnh selfie hoặc portrait chân dung. Một tấm ảnh mà người ta có thể nhìn được bạn một cách rõ nhất. Một tấm ảnh mà người ta có thể nhìn thấy một cách rõ nhất về khuôn mặt của bạn. Bởi vì thường khi mà mình sẽ lướt qua những người mà không có ảnh rõ mặt đấy. Rồi đến tấm ảnh thứ hai thì một lời khuyên dành cho bạn, tấm ảnh thứ hai thì bạn nên để là một tấm ảnh toàn thân của bạn. Toàn thân của bạn để cho người khác có thể nhìn và biết được là vóc dáng của bạn như thế nào, chiều cao cân nặng của bạn ra làm sao. Và thêm nữa đó là các bạn có thể show được cái gu ăn mặc của các bạn. Và một bức ảnh thứ ba mà các bạn nên có đó là một bức ảnh nào đó thể hiện
được cá tính của các bạn, thể hiện được sở thích của các bạn. Và mình nghĩ rằng với những cái tiêu chí như thế là các bạn có thể tạo nên một cái profile ảnh rất là đáng tin cậy và sẽ là một profile ảnh mà con gái sẽ ấn thích rất là nhiều. Thứ hai đó là phần bio của các bạn. Đối với phần bio này ấy, thì các bạn nhớ là các bạn đừng có viết quá là dài. Người ta sẽ chỉ dành vài giây để lướt qua bio của các bạn thôi. Vì vậy tiêu chí mà mình đặt ra đó là phần bio của các bạn nên ngắn gọn, xúc tích và làm sao thể hiện được sở thích, thể hiện được con người của các bạn. Và đương nhiên ấy, ở trên Fika này mình thấy rất là hay, các bạn còn có thể viết được và chọn những cái kiểu tính cách mà các bạn cảm thấy là phù hợp với bản thân của mình nhất. Về cung hoàng đạo này, về nhóm tính cách thể hiện sở thích và về dating style của các bạn nữa. Như vậy thì vừa giúp các bạn có thể thể hiện bản thân này, vừa giúp đối phương có thể hiểu hơn về các bạn, để cảm thấy rằng là hai người có thích nhau không, có hợp nhau không, để có thể ấn thích bạn. Rồi, điều thứ ba khi mà các bạn sử dụng app hẹn hò đó chính là cách nhắn tin và cách bắt chuyện của bạn. Khi nói đến việc làm thế nào để bạn có thể nhắn tin và bắt chuyện với một cô gái thành công trên app hẹn hò Fika ấy, thì mình nghĩ rằng là cái việc sử dụng app hẹn hò trong thời đại hiện nay thì nó mang đến rất là nhiều lợi ích cho các bạn. Các bạn có biết không, trong app hẹn hò thì đương nhiên là các bạn sẽ không chỉ nói chuyện với một cô gái rồi, các bạn có thể nói chuyện với 5-10 cô gái khác nhau. Và việc các bạn nói chuyện với con gái nhiều hơn thì sẽ giúp cho các bạn có nhiều kinh nghiệm hơn này. Và đương nhiên là các bạn cũng có quyền được lựa chọn rồi. Khi các bạn nói chuyện, các bạn thấy cô gái này có vẻ không hợp gu của các bạn thì các bạn có thể bỏ qua. Còn những cô gái mà các bạn cảm thấy là hợp gu, cảm thấy thích thì các bạn có thể tiến triển thêm với người ta chẳng hạn. Tiếp theo đó chính là để bắt đầu nói chuyện với một cô gái mà bạn thích thì một điều cấm kỵ đó là các bạn đừng bao giờ nhắn tin cho một cô gái đó là hi em, hello em hoặc là chào em. Và một tip về cách bắt chuyện mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là các bạn hãy đọc kỹ về phần bio của cô gái đấy, xem kỹ những cái ảnh của cô gái ấy để xem rằng là cô gái đấy có sở thích như thế nào, là con người như thế nào, và các bạn sẽ bắt chuyện vào đúng cái sở thích hoặc vào đúng cái con người của cô ấy. Ví dụ như các bạn thấy cô gái đấy có một cái style ăn mặc rất là đẹp này, các bạn có thể nhắn tin là anh thấy phong cách ăn mặc của em rất là đẹp. Đó, có thể khen trực tiếp vào một cái câu như thế. Hoặc là có phải em thích đọc sách không, em đang đọc cuốn sách gì đấy, nếu như cô gái đăng một tấm ảnh mà đang đọc sách chẳng hạn. Là như vậy là mình đã đưa ra một cái chiến lược vô cùng cụ thể để giúp cho các chàng trai có thể có được người yêu bằng ứng dụng hẹn hò Fika rồi. Tuy nhiên ấy, thì mình có một lưu ý dành cho các bạn, đó là cái điều quan trọng nhất khi mà bạn sử dụng một cái ứng dụng hẹn hò ấy, đó chính là sự trung thực. Vì vậy tuyệt đối là các bạn không nên sử dụng ảnh của người khác này, và các bạn không nên sử dụng ứng dụng hẹn hò khi mà các bạn đã có người yêu rồi. Thực sự là nếu các bạn có người yêu rồi xong các bạn còn lên để tìm thêm nhiều người yêu nữa thì nó là một điều cực kỳ không nên đấy. Hy vọng rằng video này sẽ có hiệu quả với các chàng trai đang xem nhá. Và hiện tại thì mình cũng đang sử dụng Fika nên là các bạn cứ dùng đi, biết đâu lại match với mình. Ok, thì chúng ta có thể nói chuyện và biết đâu là hẹn hò chẳng hạn. Ok, cuối cùng thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Và nếu thấy video này hay thì đừng quên like, share và theo dõi kênh của mình để có thể ủng hộ cho mình nhá. Và cũng đừng quên là hãy kết nối với mình qua Facebook của mình, Trần Minh Phương Thảo, và Insta của mình, phươngthảo.zoey. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.